sắp mệt bở hơi tay rồi. Cam, có chuyện gì mà ngồi rên rỉ mình vậy? Hè oi bức, hè nóng nực, hè đầy bệnh tật sắp tới rồi. Tội chưa, mỗi lần hè tới là em vất vả lắm đúng không? Mệt chết luôn đó, em phải nhờ đồng minh thôi. Chứ không, như mấy năm trước thì em tàn như tro luôn rồi. Mà em tìm được đồng minh nào chưa Cam? Em đang dắt muối ra tìm đây nè. Dắt muối hả? À, cái này là theo anh Đông nha. Nếu mà Cam mà có thêm chút mật ong nữa là vừa ngon vừa bổ nè, mà mình còn phòng bệnh được rất nhiều nữa. Mật ong hả? Được á. Nhưng mà làm sao mà để em có thể nhờ được ông liên minh với em? Không liên minh thì mình đánh chim. Gì? Em nói nhỏ quá anh không nghe, em nói lại đi. Có gì đâu, thôi em đi đây. Ủa, đang nói chuyện mà bỏ đi đâu vậy Cam? Ôi, cây cao á, cái bụng của mình thiệt là cản trở mà, mệt chết đi được. Sao mình không có đôi cánh thiên thần nhỉ? Cuối cùng cũng có cành nhỏ để mình bám. Ủa, gì thế này? Bám chặt vào, để ta đưa tới nơi cho lẹ. Ôi. Game over. Em á, sao mà em gan quá à? Người ta là cam xoàng, cam sành, cam dinh, đúng không? Còn bây giờ em coi em kia, em lại bây giờ giống như là cam xà cừ, cam lỗ chỗ, cam bông hoa nhỏ, cam mụn. Em thấy không? Còn chọc em nữa, bị chích ê ẩm cả người luôn nè. Mà sao con lại trèo lên cây ăn cắp mật ong làm gì vậy hả? Thì mùa hè sắp đến, lúc đó con lại làm việc mệt mỏi suốt ngày, nên con muốn tìm đồng minh. Có tí mật nữa thì phải là ra món ngon giúp mọi người không? Ý trời, cái đó là anh nói chơi thôi mà, em làm thiệt hả? Ê chà, Quỳnh Đông không nghĩ là cam với mật ong là một món mà mùa hè thực sự ai cũng nên dùng hay sao? Nên Cam cố đi tìm mật ong là phải rồi. Ồ, nói vậy là cam mà kết hợp với mật ong là mình phòng được rất nhiều bệnh trong mùa hè đúng không đó tôi khỏe? À, cam vốn chứa rất nhiều vitamin C, nên uống nước ép từ cam sẽ giúp hệ miễn dịch của cơ thể khỏe mạnh, tăng cường thể lực, tạo kháng thể để phòng bệnh tật, nhất là các bệnh như là cảm cúm, cảm nắng, sốt. Còn mật ong lại chứa nhiều dinh dưỡng, vitamin, axit hữu cơ, chất khoáng tốt cho cơ thể. À, nên việc kết hợp giữa cam và mật ong thì phòng bệnh bá cháy luôn đó nha Quỳnh Đông. Hay quá, đúng là nhờ cam với Dr. Khỏe chia sẻ, chứ nếu không là Đông đã quên mất một bảo bối trong những ngày hè này rồi. Nhất là lúc mà chuyển mùa, mấy em bé giống như con của Quỳnh Đông này, dễ bị cảm sốt lắm. Quá đúng, phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Do đó, mọi người nên dùng nước cam để bổ sung thêm nước và chất đề kháng tự nhiên cho cơ thể nha. Dạ đúng rồi đó quý vị, sức khỏe là vàng. Bây giờ Đông mong muốn là quý vị khán giả hãy tiếp tục đón xem chương trình Dr. Khỏe để chúng ta có những bài học bổ ích bảo vệ cho sức khỏe của mình nha. Anh kêu gọi mọi người bảo vệ sức khỏe của mình, vậy còn sức khỏe của em ai bảo vệ? Ê chết, anh quên. Dr. Khỏe ơi, cam bị ong đốt kìa, bây giờ mình phải lo chữa trị cho cam trước đã. Game over. Thời lượng chương trình thì cũng đã hết rồi. Quỳnh Đông xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại.